Tôi thay mặt họ là gái xin có lời chào trước lễ thành hôn của hai cháu. Cháu Linh là cháu lớn cũng xong còn trẻ đạt về làm dâu người dâu có phục hương chẳng mời và là cháu các cô các ông các bà họ là cha không để con nuôi các cụ đâu như các bà mỗi ngày tôi ta vào lại để cháu trở thành con hoa dâu thảo của các cụ ông các bà. Thay mặt họ nhà gái tôi xin chân thành cảm ơn các cụ ông các bà. Thôi để ông quý tát ông về hai ông trọng xin chân thành cảm ơn các vâng, và phần vừa rồi một vị đại diện quân viên hoàng đại gái ông đã đứng lên giao dâu và nhận thẻ báo không có gì hơn xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến toàn thể các cụ các bà các quý khách cũng như bạn bè của con dâu và chân thành cũng đã có chút thời gian trở lại phòng ghế quân viên của hoàng đại gái buổi chiều ngày hôm nay để ăn chầu lúc và cũng như chúc phúc cho Hải Nam và cũng như quyết định ngày hôm nay nên vợ đến chồng đẹp cho tâm họ cảm động tình viên. Vâng, và như làm xin thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn vị phát biểu của một vị đại diện quân viên hoàng đại gái. Bây giờ toàn thể huân trường kính mến, vâng thưa con thì nhắn nhủ đôi câu mà để có chiếc bát to vẹn toàn đón mừng dâu mới về nhà, trước là nhắn nhủ sau là bảo ban, và để kính lời vị đại diện hoàng đại gái một lần nữa ngay sau đây ban tổ chúng tôi xin trân trọng kính mời và một vị đại diện quân viên của hoàng đại trai xin mời ông hãy đứng lên giao thẻ và nhận dâu cho ngày tới hôm nay, xin trân trọng kính mời ông và xin mời toàn thể huân trường thành công một tràng pháo tay lớn nhé. Một xin cảm ơn. Đó học bình thường mà nó nghe to các bà cô bác chú gì bạn bè thân yêu của bốn họ hai nhà. Hôm nay tôi được thay mặt ông bà thắm và được sự ủy quyền của hoàng nhà trai được lên thằng cầu người yêu á phát biểu hồi hôn một vài điều. Thứ nhất là xin đầu tiên là xin có lời chào và chúc sức khỏe toàn thể đại hội thay mặt bà nhà trai cũng như thay mặt ông bà thắm xin nhận cháu dâu và cũng là xin có một vài ý kiến này. Cháu Nam là cháu rể, cháu thì cũng mới lớn lên ăn nói hoặc là đi đứng hay sinh hoạt tất cả mọi cái cũng chưa thể là ra người lớn được, mặc dù là cháu bây giờ đã xây dựng gia đình. Vậy có điều gì cháu về dưới nhà thì cũng mong tất cả các cụ các ông bà dưới họ ngoài cố gắng dạy bảo các cháu cho các cháu sống trăm năm hạnh phúc đầu bạc răng long. Trước khi được lời tôi cũng xin đa tạ cảm ơn tất cả các cụ các ông bà cũng không quản thời tiết mưa to gió lớn mà đã khiến cháu về nơi vui trường tổ chức hạnh phúc trăm năm cho các cháu như thế này là
họ nhà trai chúng tôi xin đa tạ cảm ơn tấm lòng nhiệt tình thương con quý cháu của họ nhà gái. Cuối cùng xin kính chúc hội hôn một lời chúc đoàn kết hạnh phúc. Vâng, kính thưa các cụ, các bà và cũng như toàn thể hội trường kính mến, vâng, lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất của các cụ, các bà. Con bên đây họ đã trở lại phòng hôn lễ của họ nhà trai trong buổi chiều hôm nay để ăn chầu nước cũng để chúc phúc cho chú rể Hải Lan và cũng như Thùy Linh ngày hôm nay nên vợ được chồng đẹp cho tâm họ tấm lòng tình duyên. Vâng, đúng là xuất sang thì hoa nở thiết bề, thời trang kính mẹ thiết hệ quản chi, tam tòng từ lúc thiết đi làm dâu hiếu thảo quật nhi mã đào. Thế là từ đây hai bàn như đúa có đôi, đẹp như đôi cánh chim trời bay cao, mà đẹp như đôi tóc vì sao của bao kẻ bạn từ xa tới mừng. Kính thưa các cụ, các bà cũng như toàn thể hội trường kính mến, phần giao tôn dần để của vị đại diện con viên họ là trai và cũng như con viên họ là gái cũng đã xong. Vâng, và trước khi cô đô và chú rể chăn dưới cho nhau, ban tổ chức chúng tôi xin mời cô đô và chú rể hãy xuất hiện vào trong nhà thắp hương làm lễ gia tiên, sau đó đang ở phòng cưới chăn dưới cho nhau trong ngày cưới ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các bà cũng như toàn thể hội trường kính mến, vâng, và trước khi cô đô và chú rể vào trong nhà thắp hương làm lễ gia tiên, sau đó đang ở phòng cưới chăn dưới cho nhau trong ngày cưới ngày hôm nay và để đặt chân với những người ca sĩ khác để chúc phúc cho Hải Lan cũng như Thùy Linh trong ngày cưới hôm nay. Vâng, và sau đây MC Thiết Linh gửi tới các cụ, các bà cũng như tặng cô tô và chú rể với một ca khúc sáng tác của Phan Đình Điều với ca khúc Điều mang tiền đề ở hai đầu nỗi nhớ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Vâng, và trước khi MC gửi tới quý vị ca khúc ở hai đầu nỗi nhớ một sáng tác của Phan Đình Điều, xin toàn thể hội trường hãy dành trước cho MC một tràng pháo tay lớn ạ. Vâng, xin cảm ơn.